Hello mọi người, mình là Hay. Chào tất cả mọi người ha. Thì mình mới nói tên mình thôi, thì mình xin giới thiệu lại ha. Mình tên là Tống Thái Hay. Thì khi các bạn coi những cái video này thì các bạn có thể thấy là bên dưới phần mô tả thì mình có để là kênh TikTok, kênh Facebook lẫn YouTube của mình đều là Tống Thái Hay ha. Thì hôm nay mình quay video này để nói về một chuyện là mình sẽ thực hiện ước mơ của mình là đam mê xê dịch. Thì mình quay video này để tự nhủ bản thân rằng là mày phải làm được ước mơ của mày. Thì mình mong rằng là mỗi tuần mình sẽ đi được một nơi, đi được một xê dịch, quay lại những khoảnh khắc, những hành trình tuổi trẻ của mình, chia sẻ lên đây để mọi người biết đến nhiều nơi hơn, biết đến những địa điểm đẹp hơn của đất nước mình hoặc là của một thế giới nào đó. Mình mong là các bạn sẽ ủng hộ mình, giúp mình có thêm động lực bằng cách là đăng ký kênh, chia sẻ video, hoặc là thích video nào thì các bạn có thể like hoặc là cho mình những ý kiến phản hồi về việc mình làm vlog, để mình cải thiện hơn trong những video sau. Thì đây là hành trình bắt đầu của mình thì chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót. Mình rất mong là có những comment của các bạn, phản hồi của các bạn để mình phát triển hơn. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận vlog của mình từ một người chưa nổi tiếng, chưa có gì hết. Và mình mong mình sẽ không nổi tiếng nha, không là cái gì trong cái giới làm vlog này cả. Mình chỉ mong là mình là một hàng đi trải nghiệm, ghi lại khoảnh khắc cá nhân và được mọi người xem, ủng hộ vì thích những nơi mình đến. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều, mong người mọi người sẽ ủng hộ mình. Và các bạn sẽ mong là các bạn sẽ đón chờ cái xê dịch đầu tiên của mình ha. Mình cảm ơn mọi người.